lùng lùng này nó hoành thì chắc 20 không nè. Trông lùng lùng ngon. Ẩm giờ còn xịt sâu không? Ẩm giờ có xịt sâu không? Không. Nè, đây là xương nè. Không, cái này mười mấy ha. Ừ, 7. Nhìn thấy cái nhỏ. Hàng không nhỏ không? Lùng nhỏ mà cái nhà xương. 2 năm rưỡi hả? Chưa được 1 năm. 2 năm 8 tháng. 9 tháng. Cái này còn nằm dưới đất tầm mét 6 rồi chứ ít gì đúng không? Ừ, lựa những cây cao khoảng tầm mét đó. Nó không có sen này kia chứ đâu có đều nhau. Năm rồi hả? Năm rồi là năm rồi cũng lên. Giờ nhỏ. Ừ. Thì được năm đó. Rồi chắc năm mấy? Nay thêm được năm nữa. Nhanh thì chứ. Thời gian quay quay cái mai nó lớn rồi. Hôm nay có xịt sâu không? Bỏ luôn hả? Bởi nó vớt lá non của bạn. Thì đó, bỏ mà. Bỏ ra cho nó ăn cái. Ăn khỏi khỏi bấm đọt hả? Ừ. Giờ đi dưỡng nó giờ ăn. Mày xương vậy chứ. Mập mập. Thì nói chung là những cây nào này thì ngon rồi. Nhìn nó vậy chứ thấy con hình nó bự chưa không? Bự. Đây cái vườn mai của một bạn ha. Làm kỹ lắm. Năm trước hình như anh em có coi mình cũng có đăng á. Mà năm đó còn em quá. Hôm nay ha. Nhìn nó được. Cây bữa trên Facebook là cái này hả? Nó nhìn thẳng ra nó giống không? Y chang đúng không? Thì qua hình ảnh thì nó hơi khác một xíu. Thực tế thì nó bóp vào quần là bao nhiêu? Hai mấy nè. Không, chắc nó 18 19 rồi. Cái tay bằng 20 bạn để vô sao thấy còn hở dưới rồi. Thì 20 nhưng mà thật sự nếu mà không. Cái tay gì không là 20 à, bạn để vô là cái này. Mà bạn cái gắn duỗi là 20 nhưng mà bạn bóp lại là nó không được 20. Bóp lại còn 17 18 à. Thế anh em ốp vô tao nó 20 mười mấy không? Nhìn xuống đây không có được sáng nè nhìn thấy. Bên đây nó bự. Đây cao. Tốt bịch luôn nha anh em. 7 công này là 4.000 gốc hả? Cái vườn qua của cái vườn qua là một mẫu 5-6.000 gốc. Còn cái vườn này là 7 công đất 4.000 gốc. Đây đi thì nó đi nó không có bị xài lùng lực gì. Lùng lùng này là ngon. Hàng của đây là hàng 2 năm rưỡi, 3 năm. Mình quay ở trên hướng này xuống. Thấy mức mượt không? Đều rang luôn. Đều rang như là làm gì? Quay luôn. Mình quay ở trên ngoài bờ đê vô. Im ấm năm Tết hôm nay thấy im ấm các bạn. Mình đi đâu thấy cũng im ấm. Cái clip này thấy bơi bự ghê không? Chà bá lửa luôn nè. Cao cũng 1,5 m trở lên. Tàn ngang cũng có mét. Bên ngoài. Lá xanh mướt luôn. Cây mự bữa đây cũng dở đâu rồi. Thẳng lắm luôn. Bự ghê luôn. Sao lâu lâu rồi thải vào phân bôi chấu rồi, ho cho mấy cây này hay gì? Dạ. Mấy hao ngắm nước rồi mình không rải luôn. Gà như thấy cho nó trộn chấu vô. Cái gốc này bự ghê mà. Hả? Cái gốc này bự ghê không? À. Cái gốc nào? 22 rồi đó, bữa mình đo 22 nay chắc có hơn đó. Nút làm sao? Clip này bự ghê. Nút đầy nè. Mấy cây mai của mình bữa nay giờ nở thấy mê thì chứ này, cây nữa mà, nữa là...
À, nó xanh đậm. Ok. Cái này có bỏ không thì sâu này, sâu nó hút ba cái lá nhỏ. Cái này đấy. Chưa, đây thấy còn được. Ủa mình bữa mình quất cái mấy cái mai trên chậu, mình lỡ mình quất cái loại ra bông nụ đồ á. Còn thích quá hả? Ừ, thích quá sức. Này nó bùng thấy mê lắm. Đây, năm nay Tết lớn rồi, ăn Tết chơi Tết Tây. Nhìn thấy em thiệt chứ. Đây đây nè, từ clip này thẳng qua tới đó đó, 9 clip 2000 cây. À, chính giữa này hả? Còn lộ lên kia là thêm 2000 cây lên nữa hả? Này xịt bình máy ha, hay là xịt dưới xe là? Bình điện mình đó, bình điện. Đi hơi cực ha. Đi đi trên đi xuống hả? Xịt đi gì nè, đi này qua lại. Bảo đứng dưới gió hả? Không, tùy theo. Cứ đứng gió lúc gió quá thì mình để trên gió mình xuống. Đi gì đi quơ lên dính thuốc vô mình sao? Thì đó. Chịu hả? Chứ giờ sao? Sao né được? Không có bạn đi còn không dính chứ qua mình đi giường có chị Chi, chị con Dương là coi như là vô là dính tà le luôn á. Sát quá. Mặc cái quần biết bộ đồ mưa không? Áo mưa phải không? Ừ, nhưng mà là mặc cái quần thôi. Không mặc áo hả? Tại vì cái tầm đó nó đi cỡ đó đúng không? Ướt quần. Phần trên cái này là ba con sâu nó tấn công lá non nhóc luôn nè, không xịt bỏ đó, ngoài đó chứ không là phải 7 bữa phải xịt rồi. Rất gần này, rất là vườn này rất là đẹp nha nè, vườn này của một bạn học, còn thằng bạn học nữa, hôm qua là nhỏ bạn học cấp 3, này của bạn học cấp 3, còn kia bạn học cấp 2. Mình không có gì hết á, không có cái gì hết được, không có cái gì hết. Còn người ta của anh em không à, có cái bà bác xã là bác đúng xã của bạn hai à. Đây, đây đứng cái này mình quay xuống 4000 góc nhìn thấy mênh mông đẹp ha. Bạn làm kỹ lắm nhỏ nữa, hỏi sao không ra 10 giờ người ta đi, ta đăng mai thì hỏi 10 giờ. Chốt tưởng đang mai chốt, mai chốt 10 giờ nên nó bị sâu tấn công rồi. Có gì đăng lên, em có nhu cầu giao lưu thì gọi liên hệ ha, bạn nó không cần thì liên hệ chứ không để số điện thoại lên, mình sẽ để số điện thoại của mình lên ha, cần thì mình thông tin lên. Kết thúc clip đây luôn. Củ này nhỏ, cây này nhỏ, cây to quá nhỏ. Có gấp đôi luôn luôn nãy không? Ừ, thì củ hay bệnh. Củ này đẹp. Củ này to. Nhìn chậu đẹp. Nhìn cũng sướng luôn ha. Ở xã ta là thấy lòi nhiều chứ giờ nó ra gì ta thấy được. Nhiều lắm. Thôi dầm vô đi. Móc móc gì nữa mà. Nước 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 vậy đã không? Đất rất sọp ha. Nè.
50% là cũ luôn. Ừ. Có thể nói 50 nó sợ hơn nữa. Ở thì trồng giống nhau hòa. Cái kiểu cách trồng giống hả? Rồi, anh em thấy hay nhớ bấm đăng ký, bấm like, chia sẻ anh em. Còn anh em có nhu cầu thì có thể gọi trực tiếp mình, mình dẫn lên gặp bạn mình. Đó, không chịu để số điện thoại nha. Em gọi mình xong cái mình liên hệ. Bạn cũng còn đi làm. Ây, 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 ây. Này là quay từ hướng tây nè. Ngược sáng nè. Mà hàng nào hàng nấy thẳng băng nha.